chào mọi người đã trở lại Vlog Thắng Miền Tây. Hôm nay thì mình có dịp đi chùa Chén Kiểu, thì có chú Kỵ đi theo nữa quý vị, thì mình đưa chú Kỵ đi chùa Chén Kiểu nè. Bây giờ anh em dừng chân để cho chú ăn uống cho no rồi tiếp tục để đi chùa Chén Kiểu để tham quan nha quý vị. Đây chú đang ăn cơm đây. Dạ. Chị ơi, cho xin cái ba cái chén nhỏ chị. Chén thêm luôn, thơm thêm luôn. Lấy chào. Thôi lấy chân chua. Tới chùa Chén Kiểu nghe quý vị. Chào khán giả chú Kỵ. Đây, bữa nay cho chú Kỵ đi chùa Chén Kiểu nổi tiếng dùng Sóc Trăng luôn nha quý vị. Đây. Đây là toàn cảnh chùa Chén Kiểu đây quý vị. Rất đẹp mắt. Kiến trúc theo Phật giáo Nam Tông Khmer rất đẹp quý vị. Đây là nơi nổi tiếng nhất ở Sóc Trăng nha quý vị. Đây trước mặt quý vị đó là ngôi chánh điện nha. Ở trên mái hiên toàn là những họa tiết hoa văn theo Chén Kiểu bể đập ra để làm đó quý vị. Đây, vừa giờ này là ông Dục, ông các vị sư dùng bữa trưa rồi nha quý vị. Chưa? Hả? Ở đó giờ cũng chưa đi đâu đúng không? Thì bên đây thì Trung sẽ dẫn chú để đây, chú Kỵ cũng lần đầu đến đây quý vị. Thì mình có nhịp lại tới đây quay những hoàn cảnh rồi đem đưa chú lại đây để tham quan luôn quý vị. Đây chú với Hoàng Trung đang giới thiệu đây. Ở đây đặc biệt nữa là có những đồ cổ của công tử Bạc Liêu đó, quý vị. Thì còn lưu giữ tới ngày nay. Thì tí nữa mời cô chú anh chị em cùng mình để tìm hiểu thêm cái đồ, những bàn ghế và dụng cụ giặt đồ đó quý vị. Những cái của công tử Bạc Liêu. Dạ. Trước tiên mình lên chánh điện trước nha quý vị. Thì hai lối vào thì có những họa tiết hoa văn, những nàng ray đang đứng chào quý vị đó quý vị. Đây. Vì trong những ngày rồi bịch dịch bệnh Covid này cũng ít có khách tham quan lại chơi nha quý vị. Đây, tại dịch bệnh quá quý vị ơi, thì khách tham quan cũng lại rất ít. Do đây, mình sẽ đưa chú Kỵ vào trái ngôi chánh điện để đốt nhang quý vị.
không có nhang lắm, hết nhang. Cho chú xá được rồi, chú cởi xá thôi. Thầy chú Kỳ cũng trong đây cũng không, nãy mình vô cũng không mua nhang quá vậy, do chú cởi xá thôi. Hồi qua tới cho bàn bàn ghế công tử Bạc Liêu. Bên bển kìa, làm toàn là bằng chén không. Đây là bằng chén đó, chú thấy chưa? Ừ. Chú thấy lạ không? Chú thấy thế nào? Thấy nó lạ không? Có khác biệt không? Đó, bức tường là bằng sành sứ chén mà mình lót lên, dán lên khá là đẹp, độc đáo. Đó. Đây, kiến trúc rất đẹp luôn quý vị. Tí nữa kêu chú Kỵ qua bên chỗ bàn ghế công tử Bạc Liêu để chú tham quan cho biết. Cảm thấy như thế nào trong ngôi chùa? Đẹp không? Đẹp hơn ngày xưa. Ngày xưa giờ chú có từng đến đây bao giờ chưa? Cũng chưa. Đây là lần đầu tiên trong đời bước vô chùa Chán Kiểu, chùa Sà Lô ha. Đi, mình đi bây giờ đi hướng này đi. Yeah. Thì chuẩn bị mình qua thăm chỗ công tử Bạc Liêu đi, chỗ giường của công tử Bạc Liêu. Đây nè chú, đi đường này nè. Dạ. Đây thì Trung cũng đã đi tham quan xung quanh một. Đó qua đó đó chút đồ công tử Bạc Liêu bên đó đó. À. Bây giờ lần đầu chú Kỵ cũng lại tới đây thì mình dắt chú Kỵ đi tham quan hết một vòng chùa Chán Kiểu rất nổi tiếng cái chút Trăng đó quý vị. Đây lên đây là những họa tiết hoa văn những rất độc đáo đồ cổ không quý vị. Giường ngủ sư cả Phật tử thủy cúng năm 1934. Đây là ở trong đây là những cái món đồ của công tử Bạc Liêu còn lưu giữ tại nơi đây nào quý vị. Mời cô bác anh chị em cùng đây là những đây những giường ngủ cổ của công tử Bạc Liêu đây quý vị. Đây rất xa xưa rồi, trở thành một đồ cổ nha quý vị. Đây giường ngủ mùa đông của công tử Bạc Liêu nha quý vị, được nhà chùa mua lại từ phần gia sản của công tử Bạc Liêu năm 1958 nha quý vị. Đây. Đây, giường ngủ của công tử Bạc Liêu còn lưu giữ tới ngày nay nè quý vị, tại chùa Chán Kiểu nha, còn gọi là chùa Sà Lôn đó quý vị. Đây. Trong đây cũng có, bên này cũng có một cái đều là của công tử Bạc Liêu ngày xưa để lại. Đây, cái này thì của công tử Bạc Liêu năm 1954 luôn quý vị. Đây toàn là cẩm thạch nha quý vị, ở dưới này là toàn là cẩm thạch.
còn lưu giữ cho đến ngày nay. Đây là toàn là cẩm thạch quý vị. Cây thì loại cây gỗ quý ngày xưa. Đây. Đây là cái giường nằm của công tử đây quý vị, được nhà chùa mua lại năm 1954. Và ở đây cũng có những cái bộ bàn ghế công tử Bạc Liêu ngồi nha quý vị. Đây là chính bộ bàn ghế của công tử Bạc Liêu đây quý vị. Ở dưới này cũng toàn là cẩm thạch nha quý vị. Đây. Rất lạnh luôn quý vị, mình để tay vậy là rất lạnh luôn quý vị. Nha. Đây, những bộ bàn ghế của công tử Bạc Liêu đây quý vị. Dạ. Rất sang trọng, rất nổi bật luôn quý vị. Thì ở đây cũng có hình ảnh công tử Bạc Liêu luôn nha quý vị. Công tử Bạc Liêu này quý vị. Hắc công tử Trần Minh Huy sinh năm ngày 22 tháng 6 năm 1900, mất ngày 21 giáp tháng chạp năm 1974. Đây quý vị, thì ở đây là còn là chiến tích lưu giữ tới ngày nay. Đây. Bộ giường kỹ là bàn điểm của công tử Bạc Liêu, được nhà chùa mua lại gia sản của công tử Bạc Liêu năm 1948 nha quý vị. Còn ở ngoài này thì những khúc gỗ và rễ cây điêu khắc rất tinh xảo và đẹp mắt quý vị. Đây, những khắc hình rồng hình gì đầy đủ luôn quý vị. 12 con giáp. Ở dưới cũng có mấy anh cán bộ ngồi giữ đó để bệnh dịch Covid hoành hành quá quý vị. Lúc trước có người chụp hình ở đây, giờ không có khách du lịch, thành ra người ta không có. Mấy cái này là đồ cổ không đâu quý vị, rất lâu đời luôn. Rồi bây giờ chú Kỵ, mình cho cô bác anh chị biết coi hôm nay là mình đi chơi chị vui không? Dạ, chơi vui. Dạ, rồi hôm nay là vô trong ngôi chùa này có cảm nhận như thế nào? Bình thường ha. Rồi vô thấy trong đây có những cái gì đó lạ không, đặc biệt không? Lạ gì chứ. Cũng ngày xưa giờ có từng đến đây chưa? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đi lên vô chùa này. Chỗ này là nổi tiếng nhất á, Sóc Trăng á. Chùa chơi xong rồi mới tới chùa đây á. Chùa Minh Bụng. Như là chú cũng biết ha, chú nói nổi tiếng là chùa chơi là trước mới tới. Tới chùa này sao? Cú đấm đó. Dạ.
bây giờ thì cũng đã tham quan xong ha. Rồi bây giờ chúng kết thúc video. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhé. Rồi thì bây giờ thôi. Đây thì phần nãy giờ mình cũng đưa chú Kỵ lại chùa Sà Lôn, còn gọi là chùa Chén Kiểu đó, thì cho chú Kỵ tham quan một vòng. Thì video mình cũng tới đây cũng xin tạm dừng. Chúc cả nhà xem vlog Thắng Miền Tây luôn được nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thì chào các bạn, hẹn video tiếp theo của mình để xem tiếp tục, là đưa chú Kỵ đi những nơi này nơi kia để cho chú Kỵ thoải mái tí quý vị. Thì chào mọi người.